Địch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Bài trí bàn làm việc đúng phong thủy để sự nghiệp thăng tiến như vũ bão. Đã bao giờ bạn thắc mắc rằng bản thân có năng lực nhưng thường không gặp may trên con đường thăng tiến hay chưa? Nếu có, hãy chú ý tới phong thủy bàn làm việc xem đã được bài trí đúng hay chưa nhé. Bàn làm việc đúng phong thủy về hướng và vị trí lý tưởng. Tùy từng đối tượng khác nhau mà kê bàn làm việc đúng phong thủy và đảm bảo yếu tố phù hợp. Đối với nhân viên kế toán, kinh doanh, kế hoạch, nên đặt bàn phía tay trái tượng trưng cho thanh long giúp gia tăng tài lộc. Phía sau bàn không nên có người qua lại. Đối với nhân viên văn phòng, thiết kế, nếu muốn phát triển tài năng thì nên đặt bàn check về hướng đông. Muốn có tài lộc thì đặt bàn ở góc chéo so với cửa chính. Nếu muốn sự nghiệp phát triển thì kê bàn ở phía bắc. Vị trí lý tưởng để đặt bàn làm việc. Phía sau bàn có bức tường dày. Bên trái bàn là cửa sổ, nhìn ra cửa sổ là phong cảnh tươi tắn, ánh sáng tốt và không có gió. Điều cần chú ý sau khi kê bàn làm việc. Nên ngồi đối diện lối vào, quay mặt ra lối vào để khống chế và kiểm soát được công việc, không bị giật mình. Không đặt bàn làm việc để người ngồi quay lưng ra cửa bởi điều này làm suy giảm sự tập trung làm việc của chủ nhân. Nên để đèn chiếu sáng từ bên tay nghịch để ánh sáng không bị giảm khi tay thuận đang làm việc. Luôn giữ bàn sạch sẽ thoáng đãng, loại bỏ những thứ đồ không cần thiết. Nên bố trí một số loại cây cảnh để làm thoáng không khí, giúp thư giãn hơn như xương sỉ, lưỡi hổ, lan ý, cúc dại. Bàn làm việc đúng phong thủy về yếu tố đồ vật. Theo phong thủy văn phòng, việc sắp xếp các đồ vật trên bàn không những ảnh hưởng đến phong thủy bàn làm việc mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng nhân viên. Bàn làm việc đúng phong thủy cần gọn gàng, sạch sẽ, đồ đạc bài trí hợp lý thì tâm trạng sẽ rất tích cực, thoải mái, kích thích óc sáng tạo và ngược lại. Sắp xếp các đồ đạc trên bàn theo vị trí ngũ hành tương sinh là hợp lý nhất. Nếu bàn làm việc hình vuông, kê hướng đông thì có thể bài trí thành sơ đồ bát quái sẽ có lợi cho cả sự nghiệp và gia đình, không bắt buộc phải để cả tám hướng. Phía đông tiền bạc, phía đông nam điện thoại, phía tây con dấu, phía tây nam lịch bàn, phía nam đèn bàn, phía đông bắc sổ ghi chép, phía bắc cây cảnh, phía tây bắc bút mực. Ngoài ra nếu muốn trang trí thêm thì nên chú ý quy tắc bố cục trái cao phải thấp vì bên trái là vị trí của thanh long để trái cao hơn sẽ nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. Một số đồ vật như điện thoại, máy vi tính, cây cảnh thì nên chú ý những điều sau. Điện thoại có thể phát ra âm thanh nên để phía bên trái để chấn, rồng sợ tĩnh, bản thân sẽ có nhiều lợi ích. Nếu muốn bày cây cảnh, nên chọn chậu tròn, nhẵn, cây có lá rộng sẽ duy trì tốt các mối quan hệ. Máy vi tính đặt ở trước mặt nên check về bên trái vị trí áp chế thanh long, người ngồi đây sẽ làm chủ được đại diện sinh tài lộc. Đồ vật kiêng kỵ đặt trên bàn làm việc. Con giáp kỵ bản mệnh. Bày những vật phẩm là con giáp kỵ với con giáp của bản mệnh thì chúng sẽ làm ảnh hưởng đến vận quý nhân mang tài lộc đến cho gia đình. Vật trang trí sắc nhọn. Phong thủy bàn làm việc cho rằng những vật sắc nhọn có sát khí sẽ đem lại cảm giác áp lực, bó buộc tâm trạng và làm tiêu hao năng lượng của con người. Nên tốt nhất bạn hãy tránh bày những trang trí sắc nhọn. Đồ vật hư hỏng. Đồ vật hư hỏng chính là thứ xua đuổi đi quý nhân bởi đây được coi là khiếm khuyết trên bàn làm việc, nơi được coi là cửa sổ mời gọi quý nhân. Những khuyết điểm này sẽ gây cản trở cho quý nhân quan tâm và gần gũi. Vật phẩm hình thù kỳ quái. Những vật phẩm này cũng có thể mang sát khí khiến cho người ngồi trên bàn rước vận xui vào mình, dễ dẫn đến những tranh chấp ngoài ý muốn. Bàn làm việc chưa đúng phong thủy hóa giải thế nào? Nếu bắt buộc phải ngồi quay lưng ra cửa ra vào, hãy đặt trên bàn một tấm gương nhỏ để dễ nhìn thấy mọi việc sau lưng. Nếu sau bàn là cửa sổ lớn, hãy treo trên cửa tấm rèm dày và đặt một quả cầu thủy tinh bằng thạch anh thiên nhiên trên ngưỡng cửa.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.